sự dẫn dắt của huấn luyện viên Bùi Văn Đông và cựu tuyển thủ quốc gia Phan Thanh Bình, U21 Đồng Tháp đã xuất sắc vượt qua vòng bảng để có mặt ở vòng chung kết U21 quốc gia năm 2020. Tại vòng loại, Đồng Tháp không có sự phục vụ của Trần Công Minh. Đến vòng chung kết, cầu thủ sinh năm 1999 này cũng không thể góp mặt trong đội hình của Đồng Tháp. Trường hợp của em Công Minh thì đó là một cái em đang bị kẹt ở Mỹ. Em đi thăm người thân ở Mỹ thì hiện tại em về thi đấu giải không kịp. Việc Trần Công Minh không thể về kịp để cùng U21 Đồng Tháp dự vòng chung kết U21 quốc gia phần lớn là do đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Đây chắc chắn là mất mát lớn đối với đội bóng của huấn luyện viên Bùi Văn Đông, bởi Trần Công Minh được xem là một trong những cái tên xuất sắc nhất trong lứa cầu thủ sinh năm 1999 đến 2000 của bóng đá Đồng Tháp. Công Minh được đánh giá cao khi sở hữu tốc độ cùng kỹ thuật rất tốt. Cầu thủ 21 tuổi cũng được nhiều người biết tới với biệt danh là Vua Giải Trẻ sau những màn trình diễn chói sáng ở cấp độ U17 và U19. Chúng tôi cũng tiếc về cái trường hợp các em Công Minh bị kẹt ở Mỹ không trở về. Tại vì Công Minh là một cầu thủ có tố chất rất là tốt, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà phát huy những cầu thủ khác. Vòng chung kết lần này, riêng cái lực lượng của Đồng Tháp thực sự hồi còn khá khó khăn. Hầu như chúng tôi đã sử dụng các vận động viên trẻ của tiết 17, 19 là đa số, và hầu như chúng tôi không có mùa quân như một vài các cái đội khác. Cho nên là chúng tôi sẽ cố gắng hơn từng trận đấu, từng buổi tập và từng thời gian trên sân với cầu thủ mới. Trước đó vào tháng 5 năm 2020, Trần Công Minh từng nhận án kỷ luật vì tham gia cá độ bóng đá ở vòng loại U21 quốc gia năm 2019. Tiền đạo 21 tuổi này phải nhận án treo giò 6 tháng và bị phạt 2,5 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.